quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Hậu ly hôn Song Joong Ki, Song Hye Kyo ngày càng táo bạo khi khoe vào một hờ hững và đầy quyến rũ. Kể từ khi sau khi ly hôn với Song Joong Ki, bên cạnh sự nghiệp ngày càng thăng hoa, Song Hye Kyo còn nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sự lột xác quá mức quyến rũ. Mới đây, loạt hình ảnh của Song Hye Kyo chụp trong một tạp chí thời trang tiếp tục được đăng tải trên mạng xã hội và được chia sẻ trong cộng đồng fan một cách nhanh chóng. Chỉ là hình đen trắng nhưng vợ cũ Song Joong Ki vẫn khiến người hâm mộ lác mắt với thân hình chuẩn đỉnh, chuẩn chỉnh, đặc biệt là vào một hờ hững đầy quyến rũ. Qua bức hình có thể thấy, kể từ khi sau khi ly hôn với Song Joong Ki, ngoài sự nghiệp thăng hoa, Song Hye Kyo còn nhận được nhiều lời khen bởi sự lột xác đầy táo bạo trong phong cách. Không còn xuất hiện trong những bộ cánh kín cổng cao tường, Song Hye Kyo của hiện tại thường xuất hiện diện những đồ trang phục có độ tôn dáng nhất định, đặc biệt là những trang phục với điểm nhấn là khoe vòng một cũng được Song Hye Kyo lựa chọn. Trước đó, Song Hye Kyo cũng xuất hiện trở lại với bức hình của được bạn thân Song Hye Kyo chụp tại nhà riêng. Sau thời gian im hơi lặng tiếng kể từ khi trở về Hàn Quốc từ chuyến công tác tuần lễ thời trang Milan tại Ý,